Chào chị Mai Hương. Hello cả nhà. Nhớ gái. Gái. Đây hàng mới về các chị nha. Hôm nay hàng cực đẹp luôn nha. Gì đây? Con dính dính nuôi à? Lông lá. Hello cả nhà, chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream cho em lên 5 nhóm chụp màn hình là em sẽ giảm 10k visit các chế nha. Đây. À cực đẹp và anh để đó đi. Không được lấy đâu hết, để đây đi. Để đây tí em còn ấy nữa mà, em nhắn tin nhưng mà từ từ. Em nhắn tin không, anh nhắn đổi để lộ. Đây nha. Hello chị Quế Nguyễn. Hello mọi người, chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ lên 5 nhóm, em sẽ giảm 10k visit cho các chị nha, trên một đơn hàng nha. Đây cực kỳ xinh. Chia sẻ đồng thời với em là được tặng quà nha. Xem chị nào may mắn nhận quà nha. Nhanh gái ạ. Nhanh gái. Để từ từ đông đông vui em sẽ bắt đầu phát like, bắt đầu em bán hàng cho chị tranh nhau mới vui chứ. Em thích cái kiểu thế. Ê, chị nào mua được là may mắn nha. Bởi vì áo rất xinh nha, con này chất cực đẹp này. Chỉ 120k các chế nha. Màu con này màu hồng hồng tím tím này, màu cực đẹp nha, lông lông nha. Con áo này cực đẹp luôn. Chị nào 40k này đến 55-57k nha. 45k 57k mặc vừa nha. 45k 57k mặc vừa con hồng nha, hồng lông lông này nha, hồng hồng tím nha, hồng cực đẹp nha. Đây. Màu cực xinh luôn. Tranh toàn thua thôi. Mạng chị kén rồi. Các chị chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ lên 5 nhóm chụp màn hình lại. Em sẽ giảm 10k visit cho mỗi đơn hàng nha. Đây. Áo len cực mới về cực xinh luôn. Con này nha. Chị nào 45k 57k mặc vừa. 45k 57k mặc vừa nha. Con này mã 29 120k. Mã 29 nha. Rồi lông này. Mã 29 nha. Em viết giấy. Mã 29 nha. Nó hình lông, nó dính lông. Đây, một con lông màu hồng nha. Mã 29 là của chị Uyển Thư ạ. Chị nào chắc chắn chốt, các chị chốt hàng, các chị inbox cho em nha. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Đây. Con này chị nào mà tầm 38kg đến 47-48kg nha. 38kg đến 47-48kg mặc vừa nha. Cái màu hồng này nha. Màu cam cam. Chị nào 38kg đến 47kg mặc vừa nha. 120k thôi các chế nha. Màu lông lông nha. Chỉ 120k thôi. Mã 44-120k. Huyền Thư hôm qua gửi chưa? Hôm qua Huyền Thư có đơn à? Hôm qua chị Huyền Thư không có mà. Mã 44-120k. Nếu ngày hôm qua mà có đơn là ngày hôm nay em cho đi rồi nha. Chị nào có đơn từ ngày hôm qua là ngày hôm nay em cho đi rồi nha. Nhà em có dán vài chị nha. Mã 44 là của chị Lan Hương Hồ ạ. Chị inbox cho em với nha. Đây này, dán dài đây nha. Chị Lan Hương Hồ inbox cho em với nha. Huyền Thư đi rồi ạ. Các chế chia sẻ livestream cho em đi nha. Đây. Con này chị nào mà tầm 40kg, 52kg nha. Chị inbox trên messenger chị nha. 40kg, 52kg mặc vừa nha. 120k nha. Em thấy chị Thu Thủy 120k ạ. Mã 02. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa, 52kg thôi. Mã 02, 120k. 02 120k. Nhiều áo về quá, về đang gặp nhà này các chế ơi. Hàng siêu đẹp luôn. Đây. Một con này nha, cổ lọ nha, con này cổ lọ nha các chế nha. Con này cổ lọ cực kỳ xinh nha. Chị nào 40kg nha,
38 kg 45 kg thôi nha. 38 kg 45 kg mặc vừa. Cổ lọ này, lông lông này. Chị nào mà 38 kg 35 kg cũng được. 35 kg đến 45 kg. Mã 03 120k. 03 120k. Mã 03 là của chị. Đây. Phạm nhàn đi. Đi chốt cho nó, chứ nó chốt thì mình thôi. Mã 03 là của chị Phạm Nhàn nhá. Chị inbox cho em đấy nhá. Phạm Nhàn mã 03 nha. Đây. Đây. Con cổ lọ này nhá. Con này đẹp quá. Con này cực kỳ tay cực kỳ thân cảnh này các chị này, cổ lọ này tay của nó như thế này nha các chế nha, tay của nó vào như thế này luôn. À không phải. Đúng rồi, tay của nó bé như thế, đúng rồi. Đây nha. Chị nào mà tầm 43 kg 53 kg mặc vừa nha. 43 kg 55 kg mặc vừa. Mã 11 120k. 11 120k. Áo cực đẹp nha. Mã 11 120k ấy chị ạ. Hello chị Thanh Tóc. Chị Thanh Tóc không lấy lâu nay em thấy chốt cho em. Chị đâu đấy ạ? À? Hay chị không chốt được ạ? À? Đang ngủ. Đây nha. Hàng đẹp đấy là đang ngủ, mình bất dậy mà xem các chế nha. Đây. Đây. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Con len đen ôm nha. 120k nha. Mã 11 là của chị Linh Ni E ạ. Chị này chốt được hàng, chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Linh chị chia sẻ lại tin cho em nha. Đây, con dáng ôm này 120k, chị nào 40kg, 52kg vẫn vừa. Mã 54 120k. Mã 54 là của chị Phạm Nhàn ạ. Chị Phạm Nhàn inbox cho em đi nha. Đây. Con này nha. Chị nào mà tầm 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa, cổ chữ V nha. Con này cổ chữ V nha các chế nha. Đây. 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 45, 120k. Có len điệu, điệu điệu rất nhiều len điệu đấy chị Minh Đức. Chị Minh Đức theo dõi em ạ. À. Chị Kiều Trân Vũ không cần ghi số điện thoại, chị cứ chôn mãi rồi tin book cho em nhá. Chị Kiều Trân Vũ được 45 nhá. Chị nào chốt được á chị inbox cho em nha, inbox trên Messenger ấy. Inbox chị nào inbox trên Messenger nha. Con này rộng rộng nha. Chị nào tầm 50kg đến 60kg mặc vừa nha. 50kg đến 60kg mặc vừa. Đây cực đẹp luôn. Con này chất cực đẹp luôn, nhưng mà chị nào phải tới 50 cân nha. 50 cân đến 60 cân nha. Đây. Mã 08 120k. Chất cực kỳ đẹp luôn. 08 120k. Chị chia sẻ cho em với nha. Chị Lily Nguyễn nha. Hôm qua em gửi hàng cho chị ạ. Chị chia sẻ cho em nha. Hàng vừa về vừa đẹp lắm chị ơi. Mã 08 là của chị Trà Giang Nara. Chị múc cho em với nhé chị Trà Giang Nara. Ô con này xinh thế này. Này. Tay của nó là chỗ này này. Màu cực kỳ đẹp nha.
Chị nào mà tầm 40kg đến 50kg nha. 40kg, 50, 51kg nha. Mã 19, 120k. Mã 19, 120k. Chị Vân Đặng ạ, à, chị nhận được áo rồi, rất ưng ạ, à, cảm ơn chị nha. Hôm nay hàng đẹp lắm, chị cố chốt đi này, hôm nay lắm hàng đẹp lắm này, hôm nay mới về hàng, toàn hàng siêu đẹp không. Mã 19 là của chị Hải Yến Mạc ạ. Đây nha, chị nào tầm... Chị Hải Yến Mạc đến múc cho em ấy nha. Con này chị nào tầm 38kg đến 48kg nha. 38kg đến 48kg mặc vừa con này này, đính này. Cực đẹp luôn, không bao giờ bong nha, đây này. Con này cực kỳ đẹp luôn. Mã 17, 120k. 17, 120k. 17, 120k. Chị nào chốt được hàng đó chị inbox cho em nha. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Mã 17 là của chị Kiều Trân Vũ ạ. Một cái màu hồng di lê nha. Sắp nách nha. Màu hồng hắt nách này, cái chế này. Chị nào mà 45kg, 55kg mặc vừa nha. 45kg, 55kg mặc vừa hắt nách này nha. Đấy. Mã 30, 120k. 30, 120k. Chị nào chốt được mã nào có chị inbox cho em luôn nha. Inbox cho em thông tin địa chỉ nha, số điện thoại nha. Màu xanh này, một con áo ôm màu xanh nha. Đây. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Đây. 40kg, 50kg mặc vừa cái này nha. 120k thôi các chế nha. Đây. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 26, 120k. Mã 26, 120k. Cả nhà chia sẻ livestream cho em nha. Mã 30 là của chị Lan Hương Hồ ạ. Chị Lan Hương Hồ inbox cho em ấy nha. Nhà Thị Biên, nhà Thị Muôn Nhân Gia. Điểm cho nhà Thị. Áo tớ đi kiểu này xinh nhỉ. Đây cực xinh luôn, khuy của nó cực kỳ xinh này, các chế này khuy cực kỳ đẹp luôn nha. Đây con này xinh lắm, con này xinh, con này nha. Chị nằm tầm này 40kg này, 40kg đến 50kg thôi nha. Kiểu lạ lạ đấy ạ, con này lạ nha, màu hồng đẹp nhỉ, cực kỳ mới ạ. 40kg 50kg hoặc đẹp nha, màu hồng nhá các chị nhá, con này màu hồng tím nha. Đây là màu hồng tím. Mã 49. Mã 49, 140k. Giống như ngoài đi thì nè. 49, 140k. Mã 49 là của chị Kim Văn Nguyễn ạ. Chị Kim Văn Nguyễn inbox cho em ấy nha. Một con di lê màu đỏ nha, ở đây. Đỏ đô nha, con này cực đẹp luôn, mặc nhìn chất luôn. Đó, kiểu dáng của nó như thế này nha. Chị nào mà 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 32, 120k. 32, 120k. Mã 26 là của chị Ly Nguyễn ạ. Chị Ly Nguyễn inbox cho em ấy nha. Chị Ly Nguyễn, Ly Nguyễn. Ly Nguyễn. Mã mấy? Mã 26. 49 là ai? 49 là của chị Kim Văn Nguyễn ạ. Mã 32 là của chị Gina Di ạ. Chị Mi ID thì nhưng có một đơn xem thêm đây. À một đơn đây đúng không? Chị Miyazi inbox cho em ấy nhá. Con này ăn khoác nha. Ăn khoác này theo nha các chế nha, đây này. Cực đẹp luôn. Nó bằng lưới nha. Con này bằng lưới nha, đây này, họ tiết bằng lưới nha, cài khuy được nha, đây này, cài khuy được này.
Chị nào mà 40kg, 52kg mặc vừa nha. 120k thôi mã 42. 42 120k màu xanh rêu. Mã 42 là của chị Thúy Nguyễn ạ. Con này là nhỏ nhỏ nha. Lưới này, tay lưới này màu ghi đó chế nha. Chị nào mà tầm 38kg đến 45kg nha. 38kg đến 45kg nha. 38kg đến 45kg mã 40 120k. Sắp Tết rồi các chế nha. Chị nào chốt hàng được thì cho em địa chỉ số điện thoại nha. Em không nhận giữ hàng nha. Chị nào nhận giữ hàng em trả hết. Mã 40 120k. Mọi người sắp Tết rồi, hồi hộp quá, chỉ muốn nhanh Tết đi thôi. Mã 40 là của chị Phạm Nhàn ạ. Nhàn đang ngồi đâu mà mạng khỏe thế Nhàn ơi. Toàn chất đầu. Đây nha. Mã 42. Họa tiết của nó cực đẹp luôn chế nha. Màu đỏ đô nha. Đây, chị nào 40kg, 50kg mặc vừa em nha. Em chị Trang còi nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 41 nha, 120k. Chị Trang còi em thấy chị nha. 41, 120k. Các chế chia sẻ livestream cho em với nha. Cảm ơn các chế trước nha. Các chị chia sẻ livestream cho em với. Chị đây nào tôi mà săn được mấy cái. Chị đứng mạng khỏe là săn được chị ạ. Mã 41 là của chị Lài Trần ạ. Đây. Con hồng ngọc này nha. Hồng ngọc nó cái chế này, màu hồng ngọc ngọc này. Chị nào mà tầm chị 3... Lài Trần inbox cho em với nha. Chị nào tầm 35kg đến 45kg nha. 35kg đến 45kg mặc vừa cái này nha. Nhím xù mã 73 chị nha, chị nha. 73 120k. Lông lông nha. 73 73 120k. Em thấy chị nhím xù ạ. Em thấy chị Vinh Mít Lê ạ. Mã là mã 73 chị nha. Con này nha. Em làm cho chị 10k chị nha. Chị cứ chụp màn hình lại gửi inbox cho em nha, chốt hàng gửi. Mã 73 là của chị Hai Nguyễn ạ. Chị Hai Nguyễn được mã 73 nha. Con này nha, chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em nha. Con này này màu vàng này. Đây này, nó theo rêu này, nó theo cái chế nha. Đây. Chị nào mà tầm 38kg 47kg mặc vừa nha. 38kg 47kg mặc vừa. Mã 53. 53 120k. 53 120k. Em thấy chị Phương Dung ạ. Ok chị Lai Trần ạ. Mã 53 là của chị Kiều Trần Vũ ạ. Con này nha. Chị Kiều Trần Vũ inbox kèm với nha. Con này cũng thế nha, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Chị nào 38kg đến 47kg nha. 38kg đến 47kg mặc vừa nha. Con này mã 15 120k. 15 120k. 15 120k. Mã 15 120k. Đẹp mọi người quá. Mã 15 là của chị Nguyễn Linh Đà. Có cái to cái nhỏ, chị nhỏ xinh xinh nha. Chị cao dáng người mẫu nha. Nhiều loại nha, có thể đủ đấy. Chị cứ xem đi là sẽ có. Những chị to, chị nhỏ đều có nha. Con này bằng khoác nha, nhưng mà em ngại cười khóa quá. Người cười khuy quá. À không phải, nó bấm dễ mà. Mình ngỡ khuy ra. Đây nha. Đẹp quá. Con này cực kỳ xinh, xinh lắm chị ạ. 40kg, 52kg mặc vừa. 40kg, 52kg mặc vừa nha. Con này mã 58 130k.
Mã 58 130k. Toàn áo xinh thôi, áo đẹp thôi. Mã 58 là của chị Lily Nguyễn ạ. Mã 58 là của chị Lily Nguyễn ạ. Con này nha. Con này đẹp quá, con cổ này cổ lọ này xinh quá. Đây nha. Dáng kiểu con là con này tốt à. Nha. Như mới nha, con là tốt con này. Đẹp quá. Đây. Chia sẻ cho em ấy nha. Đây, tay trắng nha, cổ bẻ trắng nha. Chia sẻ lên 200. Chị nào mà tầm 40kg, 52kg mặc vừa nha. Dáng kiểu cơ lắp tốp nha. Mã 75 120k. 75 120k. Mã 75 120k. Mã 75 là của chị Phùng Hằng ạ. À. Chị Phùng Hằng inbox cho em ấy nha. Phùng Hằng mạng nhanh thế ạ. À? Được còn nhanh thế. Áo vừa mặc khỏe vừa đẹp chứ chị nha. À quên, vừa rẻ vừa đẹp nha. Đây. Con này màu tím hồng, màu tím tím nha. Màu tím tím này. Mà con này cũng rất đẹp đấy ạ. Mà lông lông nha, như mới nha. Con này này tay bồng này. Tay của nó bồng cực kỳ đẹp luôn. Con này mã chị nào mà tầm 40kg, 52kg nha. 40kg, 52kg nha. Hơi là không vào điện. Con này mã 01 nha. Các bạn chọn em này. Mã 01 nha. 01 120k. Đây em bán chỉ 120k nha. Đầu giá 120k nha các chị nha. Mã 01 120k. Con di lê cực đẹp luôn này. Màu cực dễ thương luôn. Mã 01 là của chị Thanh Huệ ạ. Chị Thanh Huệ inbox cho em ấy nha. Thanh Huệ như còn đơn copy ở đây ạ. Kìa Thanh Huệ đi. Thanh Huệ với Thanh Huệ. Thanh Huệ với Thanh Huệ là một á. Huệ Thanh Huệ. Đây nha. Con này này cực kỳ xinh luôn, yếm này. Có túi hai bên nhỡ chế nha. Đây, cực kỳ dễ thương luôn. Con này chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 39 120k. 39 120k. 39 120k. Mã 39 là của chị Hải Nguyễn ạ. Chị nào chốt được cái gì các chị inbox em địa chỉ điện thoại nha. Con này chị nào mà 35kg 45kg nha. 35kg 45kg nha. Đây. 35kg 45kg mã 47 120k. Áo len ngắn nhà em đồng giá 120k chị nhá. Mã 47 là chị Yến Vi nhá. Yến Vi inbox cho tao nhá. Chốt cho đúng vào Yến Vi nhá. Con này cực kỳ xinh luôn. Đây, nó bằng quý bấm nha các chế nhá. Đây. Chị Ly Nguyễn ạ, à, chị Ly Nguyễn tí inbox cho em nhá. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa cái này nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Linh Nguyễn là cái nào? Linh Nguyễn á. Chị Linh Nguyễn có được cái nào đâu mà chị inbox cho em có ạ mà. Chị Linh Nguyễn có một cái ạ. Tí chị inbox cho em nha. Tí nữa chị inbox cho em ấy nha. Có địa chỉ cho đại không gì đâu. Không chụp, em có địa chỉ tốt thì nào. Chị Linh Nguyễn đi inbox cho em nha. Chị Linh Nguyễn đây inbox cho em Messenger nha. Con này nha, mã 21, 130k. 21 130k, mã khoác nha. Nhiều chị bảo không inbox được.
Việc gì thôi mà cũng giống người đấy. Mã 21 là của chị. Mã 21 là của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Màu trắng nha. Màu trắng như các chế nha. Con này chị nào mà tầm 40kg, 50kg thôi nha. Dáng dài nha. Chị nào 40kg, 50kg nha. Chị nào mà 1m50 thì mặc thành váy nha. Như em thì mặc qua mông một tí mà quần tất vẫn mặc được một cái chế này. Như em 1m65 nha. Mã 07, 140k. Chất cực cực dày luôn. Em thấy chị Minh Vi ạ. Chị Minh Vi em thấy chị nha. Mã 07 chị ốc hà được ạ. Chị nào chốt được hàng thì inbox cho em nha. Inbox cho em thông tin địa chỉ nha. Đây, ôi ôi con này xinh quá. Dáng ngắn nha, con mắt này. Mắt bằng đinh đá này. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa trắng này nha. Mã 52, 120k. Mã 52, 120k. Các chế chốt được mã nào cũng như các chế nhớ nha. Nhớ vào inbox cho em nha. Chị ơi, chị ở sau nhé chị nha. Em chốt ai đầu chị nha. Mã 52 là của chị Hải Yến Mạc ạ. Đây. Cuối cùng thì cũng đã sắp đến Tết rồi. Chỉ còn 1 tháng, cho 1 tháng nó là Tết. Hôm nay hình như 30 rồi các chế ạ. Màu hồng này, tay của nó cực đẹp luôn này. Màu lông lông cực đẹp các chế nha. Lông cực thích luôn. Con này chị nào tầm 45kg, 57kg nha. 45kg, 57kg mặc vừa nha. Mã 51, 120k. Mã 51, 120k. 51, 120k. Mã 51 là của chị Hà Thanh ạ. Chị Hà Thanh inbox cho em ấy nha. Một con áo cực kỳ điệu nha. Cực kỳ điệu luôn. Đây. Mặc nó rẻ như thế chế nha. Đây, rẻ như thế này này. Màu vàng cực kỳ dễ thương. Mặc nhìn chị xinh luôn, trang cảnh chưa. Cực kỳ đẹp luôn. Con này nha. Chị nào 40kg, 52kg nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Con này cực kỳ xinh luôn. Đây. Kiểu sang chảnh chưa? Mã 28, 140k. Mã 28, 140k. Mã 28 là của chị Hiền Long ạ. Chị Hiền Long inbox cho em ấy nha. Đây. Chị nào chắc chắn chốt hàng thì chị chốt không inbox cho em địa chỉ thôi, điện thoại nha. Đây, con này kiểu dáng crop top nó tua nha. Chị nào mà 40kg, 52kg vẫn vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 36, 120k. Con này đẹp như trên hình đấy ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Mã 36, 120k. Toàn hiện lên Dung ơi, chưa có máy gì. Dung ơi, em không biết có đợt này có về nữa không ạ. Mã 36, 120k. Mã 36 của chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Chị Nguyễn Hải Đăng hình như em gửi hàng đi rồi ạ. Chị Hà Hương theo dõi em nhé. Chị em ở Trần Thị Hương ạ, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Con này chị nào 35kg đi, 42, 43kg nha. 35kg đi, 42, 43 thôi nha. Chị nào 35kg, 42kg mặc vừa. Mã 50. Mã 50, 120k. Mã 50, 120k. Nhiều con nhỏ xinh xinh nha. Chị Linh Hoàng, chị cho cái nữa rồi gửi Shopee nào. Ok chị Linh Hoàng.
Chị Đinh Hoàng chị ơi. Đinh Hoàng, cái đơn của chị hôm trước cái đất thất lạc rồi. Mã 50 là của chị Lạc Trôi ạ. Chị Lạc Trôi inbox cho em ấy nhá. Chị Lạc Trôi theo dõi em hơi lâu hồi nay nhưng em mới thấy chị chốt được sao ạ? Đây nha, một cái lan răng dài này chị ơi. Túi hai bên. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa này nha. 140k mã 27. 27 140k. Toàn Nguyễn Lê Dung nãy chị cần giữ chứ. Đang còn. Đang còn 27 nha. Toàn Nguyễn Lê Dung nha, em đang giữ đơn của chị nha. Hôm nay chị chốt đi rồi mai em gửi luôn ạ. À. Em gửi luôn cái nó từ. Sau em gửi luôn ạ. À. Đây nha. Đây. Bộ não cực xinh luôn. Lượn lượn này, tay bo này, tay ống chuông là cái chế nha. Con này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Chị Hoa Hương Dương nha. 40kg, 50kg mặc vừa nha. 120k mã 35. Mã 35 120k. 35 120k. Hôm nay các chị chia sẻ livestream cho em đi nào. Sắp hôm nay hàng mới về lắm, hàng đẹp lắm cho các chị được mua đồ hàng đẹp nha. Mã 35 là của chị Lạc Trôi ạ. Con này nha. Tay phồng nha, màu vàng nha. Chị Thủy Tít tí nữa inbox cho em số điện thoại với là địa chỉ chị nha, mai em gửi nha, đơn chị 45kg, 55kg mắc vừa nha. 45kg, 55kg mắc vừa. Màu vàng cực kỳ xinh. Đây, phải cắt nè. Đó, 45kg, 55kg mắc vừa nha. Con này mã 55, 120k. 55, 120k. Trước khi chốt hàng các chị suy nghĩ thật kỹ các chị chốt nha. Mã 55, 120k. Mã 55, 120k. Màu đỏ đô nha. Đây. Vạt ngắn vạt dài nha. Một em tim lần sau nha. Về đội của em nhắc chế nha. Chia sẻ live stream cho em nha. Mã 55 là của chị Thúy Hồ ạ. Hôm nay thứ tư. Con này chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. 104 nha. 104, 120k. Ok chị Thủy Tít ạ. Anh nói anh chắc chị Hương anh gửi luôn đấy. Nó đồng ý đấy. 104 nha. Nhắc sở ấy. 120k. Đây. 104 là của chị Hải Nguyễn ạ. Đây nha. Chị nào mà 45kg, 57kg nha. 45kg, 57kg mặc vừa nha. Cái dây này phía trong nha. 45kg, 57kg mặc vừa cái màu hồng này nha. 149, 120k. 149, 120k. Một con màu đen nha. Có đầm không em? Đầm nhém hết hàng nha chị nha. 149 là của chị Hải Nguyễn ạ. Màu đen nha, màu đen, quán màu đen này cực kỳ xinh dễ thương này. Đấy, quả táo này. Táo iPhone đi nha. Chia sẻ live stream cho em với nha các chế nha. Con này chị nào 40kg, 50kg nha. 40kg, 50kg mã 123. 120k. 123, 120k. Hấp chế chốt nhanh tay, chốt đến 5 số cái nha. Hàng vừa rẻ vừa đẹp nha. 123 là của chị Văn Nguyễn ạ. Văn Đăng ạ. Chị Văn Đăng inbox cho em ấy nha. Đây nha, một con di lê nha, kiểu cổ di lê nha. Màu cực kỳ đẹp luôn. Túi này, chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa nha. 120k mã 144. 144, 120k.
144 120k. Một bốn bốn là của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Con này cực xinh nha, mặc mấy váy body trên váy màu đen đen và body thì mặc cực đẹp nha. Con này màu xanh nha, chị là 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 146, 120k. 146, 120k. Các chị chia sẻ lại trên game với nha. Chia sẻ lại khi em tặng quà ấy nha. Ôi trời ơi. Đây. Một con cực kỳ xinh. 146 là của chị Lạc Trôi ạ. Chị nào chốt được hàng thì chị inbox cho em nha. Một chú mèo xinh xinh nha. Chị nào mà tầm 40kg, 52kg mặc vừa. 40kg, 52kg mặc vừa. 138 nha, mã 138 120k. 138 120k. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em nha. Em chứ mà chị ơi em theo mấy chủ chị nha. 138 là của chị Phượng Mai ạ. Chị Phượng Mai book cho em đấy nha. Đây. Màu trắng nha, trắng nâu tây đen nha. Đây. 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 117, 120k. 117, 120k. 117, 120k. Một con yếm nha. 117 là của chị Thu Hà. Chị Thu Hà hai người nha. Có hình hai người ạ. Chị Thu Hà inbox cho em nha. Chị nào chốt được các chị inbox cho em nha. Chị inbox cho em đấy nhá chị Thu Hà. Đi Lê nha. Đây. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa cái Di Lê màu này nha. Màu cực kỳ xinh luôn. Con này cực kỳ xinh luôn. Em 1m65 nhìn em mặc này. Yeah, mét tầm mét xấu rồi lại mặc nhìn đẹp hơn. Con này nhá, mã 166 150k. 166 150k. Đây. 166 là của chị Thúy Phan ạ. Chị Thúy Phan inbox cho em ấy nha. Chị nào được mã nào các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng nha. Màu xanh nha, màu xanh này, cái kẻ này. Đấy, màu cực kỳ xinh luôn. Đây. Thật đẹp chưa? Con này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa con nha. Này xinh lắm các chế ạ. 40kg, 50kg mặc vừa, mã 140. 140, 120k. 140, 120k. Nhanh tay chốt hàng không hết hàng nha. Sắp Tết rồi mua sắm dự đi chơi Tết thôi. Áo nhà em vừa 140 đẹp 140 là nha. Của chị Văn Đăng ạ. Đây nha. Chị nào mà 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 160. 160, 120k, đồng giá 120k nha. Len dài thì 140, 150 thôi, còn len ngắn là 120 hết. 160. 160 là của chị Sương Mai ạ. Chị Sương Mai book cho em đấy nha. Đây nha. Một con màu xanh dương nha. Đây. Con mặc ngược rồi. Trà Giang Na ra mạng yếu rồi à. Chị ơi chị đến chỗ nào mạng khỏe chị nha. Nhanh tay chốt hàng nha. Đây. Chị nào mà tầm 40kg, 52kg mặc vừa nha. Con này màu xanh dương này. Vạt ngắn vạt dài nó sẽ chết này.
Con này nhá, 120k thôi, mã 163. 163 120k. 163 120k. Chia sẻ livestream cho em với nha. Chán quá mạng yếu. Chị ơi chị đến chỗ nào mạng khỏe nhé chị Phương Dung. Chuyên gia ngược. Đúng rồi chị ạ, chị Giàn Nguyễn Lê Dung. Đúng rồi. Chuyên gia ngược thật. Đây nha, kiểu như chị được mặc quần áo nhiều bao giờ ấy. Cái này nha, chị nào mà 40kg, 50kg mặc vừa nha. 163 là của chị Văn Giang ạ. Chị Văn Giang inbox cho em ấy nha. Con này mã 105, 120k. Nhìn thấy chị Trần Mít Mít Hồng nha. 105, 120k. Hàng về toán hàng đẹp thôi, màu cũng màu mè hấp dẫn nha. Một không năm là của Yến Vi ạ. Chị Yến Vi inbox cho em với nha. Màu xanh nó sẽ này. Đây nha. Bò bò gấu lên này. Con này cổ hở này. Kiểu cổ hở nha. Cổ hở. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. 159, 120k. 159, 150k ạ. 159 120k. Một con chất cực kỳ đẹp luôn, màu đen nhưng mà chất cực kỳ đanh nào, trời ơi. 159 là của chị Diệp Tuyết ạ. Chị Diệp Tuyết inbox cho em ấy nha. Con này nhỏ nha. Chị nào mà tầm 30kg đến 42kg nha. 30kg, 42kg mặc vừa nha. Đây. Mã 107, 120k. Chất cực kỳ đẹp nha. Yến Vi không phải cười nha. Con này nhỏ nha, chị nào 40kg, 52, à 42kg này, 107 nha. 107, 120k. Yến Vi nhớ inbox nha, Yến Vi nha. Một không bảy là của chị Duyên Đoàn ạ. À, chị Duyên Đoàn inbox cho em với nha. Đây, muốn khoác màu hồ đỏ nha. Đây, chị nào mà tầm 38kg, 45kg khoác vừa nha. 38kg, 45kg khoác vừa. 161, 120k. 161, 120k. Một sáu một là của chị Nhung Nguyễn ạ. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. Chị nào chốt hàng các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 152, 120k. 152, 120k. 161 là của chị Nhung Nguyễn ạ. Chị Nhung Nguyễn inbox cho em đấy nha. 152 là của chị Thủy Nguyễn ạ. Chị Thủy Nguyễn inbox cho em với nha. Đây nha, con này cũng nhỏ nhỏ nha. 38kg 45kg nha. 38kg 45kg mặc vừa nha. Mã 148 120k. 148 120k. Một bốn tám là của chị Quỳnh Ngọc Bích ạ. Chị Quỳnh Huỳnh Ngọc Bích inbox cho em với nha. Đây nha, chị nào 45kg đến 60kg nha. 45kg đến 60kg mặc vừa nha. Đây, 45kg đến 60kg mặc vừa. 120k. Mã 157. 157, 120k. 157, 120k.
Chị Duyên Đan ơi, chị inbox cho em nhá, trên Messenger ấy ạ. Chị cho em địa chỉ và số điện thoại trên Messenger ấy ạ. Một năm bảy là của chị Than Hương Nguyễn ạ. Ấy thảm màu hồng à. Đây nha. Chị nào 45kg, 55kg mặc vừa nha. 45kg, 55kg mặc vừa. 120k, mã 139. 139, 120k. 139, 120k. 139 là của chị Tuyết Nguyễn ạ. Con này nha, tay kiểu bo bo ấy chế ạ. Chị nào 38kg đến 47kg nha. 38kg đến 47kg mắc vừa nha. Đây tim đằng sau này. 116, 120k. 116, 120k. Xinh thế. Một một sáu là của chị Nấm Hương ạ. Bốn mươi ký, 55kg nha. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa. Con này con cực kỳ xinh này. Đây, rất cực kỳ đẹp luôn. 120k thôi, mã 158. 158, 120k. 158, 120k. Một năm tám là của chị Thu Nguyễn ạ. Cổ tim nha mọi người. Con này cổ tim một màu nha. Màu lông chuột nha. Đây. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa con này nha. Mã 115, 120k. 115, 120k. 115, 120k. Món khoác nha. Em theo mấy chủ nha chị Thúy Mai. Chị nào 45kg, 52kg. Em theo chị Tranh Nguyễn ạ. 40kg, 55kg mặc vừa nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Con này 120k, mã 167. 167, 120k. 120k. Đây nha, một con này. Vật ngắn và dài nha. Con này vật ngắn và dài này. Thì chia sẻ trang cá nhân cũng được chị nhá. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa. 167 là của chị Hải Nguyễn ạ. Mã 155. 155, 120k. Cái này khoảng 204. 155, 120k. Chị Lan Phùng ơi, chia sẻ trang cá nhân cũng được chị nha. 155 là của chị Nấm Hương ạ. Đây nha, con này nha, ngôi sao nha. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Con này mã 137, 120k. Con này kinh quá. 137, 120k. Đây thôi rồi. Một con em cực kỳ dày nha, lẫn lông nha. À không, nó nỉ nỉ nha.
rồi ấm đây. Em thấy chị Mai Hương ạ. Em bán không có để gì. 137 là của chị Phượng Mai ạ. Chị Phượng Mai inbox cho em đấy nhá. Hả? Có bị to người không nhỉ? Có bị to người không nhỉ? Em cân chị bao nhiêu cân? 57 cân 36. Hả? 57 cân 36. 57 cân á? Không, tôi đấy chứ không vừa đâu. Hôm nay chị nằm 55 cân thôi. Hôm nay nha, khoác nha. Chị nào 4 cái này cực kỳ luôn. Chị nào 40 kg 52 kg thôi nha. 40 kg 52 kg. Hả? À đến nụ đọc mã đấy. Lúc đấy dùng lấy. Ai biết được. Thôi không thôi. Thôi rồi. Hôm nay nha. Hôm nay chị nào 40 kg 52 kg thôi. Mã 132 140k. 132 140k, cực dày cực đẹp. 132 140k. Đẹp quá. Anh đừng có lục tung anh nha. Bán mấy cái chân váy này đi đã. Siêu hot của quần. Anh ấy. Quần. Có một quần. Anh bán đi, anh ra đi. 132 là của chị. 132 là của chị Thúy Hồ ạ. Chị ơi, em có một con quần hơi bị đẹp này. Thúy em mặc nhá. Đây. Là một con chân váy màu xanh nữa này. Chất cực thích, chất đẹp nhỉ? Ừ, hai con này có chất đẹp lắm. Em thỉnh thoảng mới lộn được đấy. Để em mặc đi con này, cái này. Màu là để em mặc. Thôi, em mặc cái quần kia vào đi. Đây nha. Con này nha, tôi cua nha. Hôm nay chị nào mà 40kg, 52kg mặc vừa nha. Tay loe nha, màu đen nha. Các chị chia sẻ live stream cho em nha. Con này mã 133, 120k. 133, 120k. Sau cả mỗi người luôn, do mạng chị kém đấy chị ạ. Chị Thanh Phạm, chị kêu anh Nguyên có xe, có chân váy nào nữa không để cho em. Cuối kết thúc live stream anh sẽ khoe cái chân váy màu xanh em vừa bảo để lại em mặc nha. Tại vì 133 là của chị em thấy màu nó cực kỳ đẹp luôn. Người lại có chân váy đẹp thế à? Chị Huỳnh Ngọc Bích inbox cho em với nha. Đây nha. Con này nha, sọc sọc cái kẻ hoa tiết cực kỳ đẹp này. Này, cực kỳ xinh luôn. 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 131, 120k. 131. Lại khoe. Anh khoe cho em để nhìn thấy. Này con khoe con chân váy màu đỏ rất đẹp này. Như mới luôn. 131 nha, 120k. Con này hàng mới sao thì nó như thế ạ. Con này mới đét luôn nha, cưng đét luôn. Không này. Có một tiện đó. Con này mà các chị 131 là của chị Lan Phùng ạ. Mới kinh khủng luôn đấy. Chị Lan Phùng inbox cho em đấy nha. Đây. Màu đỏ mới kinh khủng luôn đấy. Màu đỏ cực mới nha. À, mới đây nha các chị nha. Đây xẻ bên hông chị này. Này xẻ bên hông nha. Đây. Đây còn có túi nữa này. Túi hai bên. Chị nào 40kg 52 55kg vẫn vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa. 120k nha. Con này 120k nha. 120k. Mã 102. Còn đẹp quá, còn đấy 120k. Đúng rồi, bán quá rẻ. 102, 120k. 102, 120k nha. Giờ lê đổi lấy mất dừa vậy em. 102 là của chị Thanh Phạm ạ. Mất dừa rồi ơi. Ok, chị Thanh Phạm nha. Chị Thanh Phạm nha. Hôm nay mới quá. Mua vào đây là lãi ấy. Con ấy mới đét rồi nha, con có chân váy cực kỳ đẹp mà mới nha. Đây. Chỉ là em có màu đỏ thôi, em có một cái chân váy màu đỏ thôi thì em cũng lấy thôi. Con này nha, cực kỳ dày luôn. Con này cực kỳ dày. Này, họa tiết cực kỳ xinh. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. Mã 147 nha, 120k. Anh đừng mới nhiều ra. 147, 120k. 147, 120k. Chị Thanh Phạm nhớ inbox cho em đi nha. Đây nha. 147 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Đây. Đằng nào mở anh em thích tự tay em mở cơ.
Cái này nha, một bộ đen nha, 40kg, 52kg mặc vừa nha, 40kg, 52kg mặc vừa, 120, 120k. Đó, chị chia sẻ đến nhóm, 5 nhóm nha em nha, chụp màn hình lại sẽ giảm cho chị 10k vip ship nha. Trình váy đi bạn. Chị ơi trình váy lâu lâu mới có 1-2 cái gì ạ? À? Cứ theo đó là chim thì nào 1-20 là của chị hai chị Mai Hương ạ. Chị Mai Hương inbox cho em đấy nhá. Chị nào 38kg đến 47kg nha. 38kg đến 47kg mặc vừa con này này. Cực kỳ xinh. Con này mã 109-120k. 109-120k. Ủa con này dày quá trời luôn. Một không chín 120k. Ồ con này cực kỳ đại dày. 109 là của chị Nguyễn Uyên ạ. Chị Nguyễn Uyên inbox cho em đi nha. Đây. Con này chất cực kỳ dày luôn. Chất đẹp lắm các chị ạ. Con này chị nào 40kg 55kg nha. 40kg 55kg mặc vừa. 154 120k. 154 120k. Ôi cái quần anh Nguyên này tìm ở đâu ra. Ôi quần ống cực kỳ sang chảnh. Mặc luôn. Quần đấy hay ống hay mốt đấy. Đây. Chị nào thích không? Chị nào thích nhỉ? 154 là của chị Mai Hương ạ. Yeah. Quần này chị nào 50kg đến 55kg nha. Đi vào đi. 50kg 55kg mặc vừa. Đây. Như em 1m65 mặc hơi cọc nha. Em 1m65 mặc hơi cọc nhà 1m6 nha. 1m6 lộn xuống là mặc cực đẹp luôn. Chị nào 50kg đến 55kg nha. Quần này cái kiểu quần cọc vậy. Giống kiểu quần bikini. Hình như thế thì quần kiểu cắt ngắn đi bốt nha. Ừ. Con này nha 150k thôi. 150k mã 112. 112 rộng ạ. À? Xem rộng không? Xem không rộng nha. Chun mặc vừa không? Mà không rộng nên chun nha, chị nào 50kg 557kg vẫn vừa nha, không rộng đâu. Con này nhìn đẹp không? 135 mặc vừa khít chân luôn. 112. 112 150k. 112 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. À? Chị nào chắc chắn tốt hàng các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha, chắc chắn tốt hàng lấy hàng thì các chị inbox cho em nha. Nhiều con mốt quá, anh mốt quá. Anh cứ lục tung đi nhờ. Em mượn anh lục đâu. Đây nha. Con này chị nào 38kg 45kg nha. 38kg 45kg mặc vừa nha. Màu cực đẹp luôn này. 101 120k. Chưa mặc vào đã biết ngược. 120k mã 101. Chưa mặc vào đã biết ngược. 101 là của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Bao tay em mặc ngược thì các chị cứ thế mà tính mà mặc ngược nha. Về nhà mặc cho em ngược cho mốt chứ kìa. Năm nay khéo mặc mốt không mặc mặc ngược đấy. Hello Huệ Hip. Huệ Hip hôm nay không đi làm à? Con khoác nha. Này. Tay kiểu lê nha, cực đẹp luôn. Con này chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Mã 153 130.000. 153 130k. Em ơi có hai Mai Hương đó nha. Vâng từ nãy giờ là chị Mai Hương ạ. Chị Mai Hương nào chốt được mã nào thì inbox cho em đấy nhá. Thế đấy là Mai Hương một Mai Hương đấy. Chị Mai Hương nào chốt được mã nào chị nhớ em đấy nhá. Ơ chứ mày phải để ý vào tên Hương này, tên Thu Hà này, các thứ lắm, tên giống nhau lắm.
Một con váy ăn xuông nha. Váy ăn xuông cực đẹp nha. 153-130k. Có một lỗ hở này, hở lưỡi này ở trên này. Chị Mai Hương nào chốt được mã nào thì book cho em ấy nha. Con này nha. Hello cả nhà, chia sẻ livestream cho em ấy nha. Đây 40kg, 50kg mặc vừa con này nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 135 120k. 135 120k. Các chị check được, chốt được hàng, các chị inbox cho em địa chỉ điện thoại em gửi hàng luôn nha. 135 120k. 135 là của chị Thúy Hương ạ. Chị Thúy Hương inbox cho em ấy nha. Đây. Đây nha cả nhà nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. 114, 120k. 114, 120k. Yến Vi sau nha. Yến Vi sau chị Thúy Hương nha. Em thấy chị Trâm Hiền. Trâm Hiền ạ. Một ba năm là của chị Thúy Hương ạ. Đây. Con này màu cực xinh nha. Này, cực kỳ đẹp luôn các chế ạ. Này, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn này. Tay cũng đẹp luôn. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg bọc vừa nha. 40kg, 52kg bọc vừa. Mã 111 nha. 111, 120k. Em xem lại comment rồi chị nha. 135 là của chị Thúy Hương ạ. Chị Thúy Hương được 135 nha. 111 là của chị Dương Quỳnh ạ. Chị Dương Quỳnh inbox cho em ấy nha. Một có màu đen nha. Xẻ này. Vạt ngắn vạt dài như chế nha. Vạt ngắn vạt dài. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa. 142, 120k. 142, 120k. Con này chất len mỏng nha. Len mỏng nhẹ nhàng nha. 142, 120k. Cực kỳ xinh luôn. Nhưng mà con này chất mỏng nha các chị nha. Len mỏng nha. Con này len mỏng này. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 130. 120k. 130, 120k. 142 là của chị Trâm Hiển ạ. Chị Trâm Hiển inbox kèm ấy nha. 130 là của chị Trường Hoa Nguyễn ạ. Đây. Chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. Giờ này chị đi làm hết rồi. Đây. Con này nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 165, 120k. 165, 120k. Được rồi, hãy nào có chị inbox cho em luôn nha. Một bốn hai là của chị Trâm Hiển ạ. Chị Trâm Hiển không chốt 145 ạ. Đây.
138 là của chị Thúy Mai ạ. Chị Thúy Mai inbox cho em với nhá. 138 ở đâu vậy? Mày ghi mã chữ gì mà? Không có 138. Một số năm mà. Ờ, chị kia chị chút nhận. Đây. Một có màu trắng nha. Màu trắng cực kỳ xinh nha, rất vali nha các chị này. Túi túi nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 150, 120k. 150, 120k. Các chị chia sẻ live stream cho em nha. 150, 120k. 150, 120k. Một năm không là của chị Lạc Trôi ạ. Đây. Con này nhá. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nhá. 40kg, 52kg mặc vừa. 120k, mã 145. 145, 120k. Một con dây lê này. 145 là của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Chị Quỳnh Nguyễn inbox cho em ấy nha. Con này nha. Chị nào dưới 1m6 thì mặc thành váy nha. Đây này, em 1m65 thì mặc váy nhưng mà hơi có bông nha. Em 1m65 nha. Đây này, chị nào 1m6 rồi xuống này. Chị nào mét 6 thì xuống mặc được đẹp luôn. Thì màu trắng sữa nha, màu trắng ngà nha. Con này nha. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 330, 140k. Bán đẹp quá. Bán đẹp nha. 330, 140k. Chị sau chị Lạc Trôi chị nhá. Em chốt theo mấy chủ chị ạ. Ba ba không là của chị Nguyễn Linh Đà. Một khóa không mũ nha. Đây. Tay lưỡng như con chế nha. Tay lưỡng nha, con này có mũi mà tay lưỡng nha. Con này chị nào 45kg, 57, 58kg mặc vừa. 45kg, 57, 58kg mặc vừa. Mã 352, 130k. 352, 130k. Tết cực đẹp luôn. 352, 100. 352 là của chị Văn Nguyễn ạ. Chị Văn Nguyễn inbox cho em với nha. Con này nha. Chị nào 45kg, 57kg mặc vừa. 45kg, 57kg mặc vừa nha. Chị nào 45kg, 57kg mặc vừa. Mã 388, 120k. Mã 388, 120k. Giờ này mọi người đi làm hết rồi. Màu hồng nha. 388 là của chị Thúy Hường ạ. Dễ thương dễ sợ. Cái này nha. Đây này, cổ của nó như này cái chế nha, nó cứ nơ đây luôn này. Chị Thúy Hương inbox cho em ấy nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa con dễ thương này nha. Con này mã 301, 120k. 301, 120k. 301, 120k. 301 của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. À. Đây.
Con này giống con nãy màu ghi này, màu này màu xanh nha. Có một con như thế này nhưng mà nó có màu xanh. Chị nào 38kg 47kg nha. 38kg 47kg mặc vừa con này nha, xanh rêu nha, đấy, cực kỳ xịn, xinh. Con này mã 308 120k. 308 120k. 308 120k. Ba không tám là của chị Diệp Tuyết ạ. Chị Diệp Tuyết inbox cho em ấy nhờ. Con này cực kỳ xinh luôn. Đây, màu xanh cực kỳ dễ thương. Con này chị nào 45kg 57kg mặc vừa nha. 45kg 57kg mặc vừa. Mã 312 312 120k. 312 120k. 312 120k. Ok chị Diệp Tuyết ạ. 312 là của chị Thủy Tít ạ. Chị Thủy Tít inbox cho em đấy nha. Cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Chị hình có cái áo đây. Đây nha, chuẩn bị nha. Dán kiểu của laptop này, cực kỳ đẹp luôn. Đây nha. Chị nào mập tầm 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa con đỏ chấm bi này nha. Đây, cực kỳ xinh luôn. Mã 390 120k. 390 120k. Ba chín không là của chị Nhé Nguyễn ạ. Chị Nhé Nguyễn inbox cho em ấy nhá. Con này nha, khoác nhẹ nhàng nha, cho chị nào nhỏ nhỏ nha. 35kg đến 45kg nha. 35 đến 45kg mã 374 120k. 374 120k. Ba bảy bốn 120k. 374 là của chị Nhiên Nguyễn ạ. Con này nha, đây màu này, cái này gấp hơi nhanh, nhật là nó thẳng nha. Đây con này nha, chị nào 40kg 55kg mặc vừa, 40kg 55kg mặc vừa. 120k mã 344 120k. 344 120k. 344 120k. Ba bốn bốn là của chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Con này nha, chị nào 40kg 52kg mặc vừa, 40kg 52kg mặc vừa cái này nha. 120k mã 338 nha. 338 120k. Chị nào chốt được cái nào có chị inbox cho em nha. 338 120k. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng nha. Đây, con này nha. 338 là của chị Man Nguyễn ạ. Chị Man Nguyễn inbox cho em đấy nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Mã 342 120k. 342 120k. Hàng đẹp quá trời ơi, mặc cái nào cũng thích thích thôi. 342 120k. Đang ngồi xuống nè. 338 là của chị đây. Man Nguyễn ạ. Này nha, cổ chú V nha. Đây, cực xinh luôn. Không thấy nhỉ. Con này chị nào 40kg 57kg mặc vừa nha, các anh chơi này. 40kg 57kg mặc vừa mã 336 120k. 336 120k.
36 là của chị Quỳnh Anh Hồ ạ. Đây, một con xanh ngọc nha. Đây, chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa cái này nha. Con này mã có bàn làm chưa? Con này mã 335 nha. 335 120k. Hàng vừa rẻ vừa đẹp các chế ơi. 335 là của chị Tranh. 335 là của chị Lại Tú ạ. Chị Lại Tú inbox cho em ấy nha. Con này nha. Chị Lại Tú inbox cho em ấy nha. Chị nào 45kg, 55kg mặc vừa. 45kg, 55kg mặc vừa. Con hổ báo cái kiểu này nha. Kiểu gai cạch ấy. Con này mã 326, 120k. 326 120k. 326 120k. Đây nha cả nhà ơi. 326 là của chị Nguyễn Đặng Hải Đăng ạ. Chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Con trên váy này nha. Đây. Trên váy cực kỳ xinh nha, ôm nha, len nha. Đây. Kiểu dáng tua tua một tí lên trước này. Đây nhớ chị nha. Xẻ hai bên. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa trên váy này nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 377, 120k. 377, 120k. 377, 120k. Ba bảy bảy là của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Con này nhá. Chị nào mà 38kg 45kg mặc vừa nhá. 38kg 45kg mặc vừa dáng cộc tay này. Con này cộc tay nhá. 100k mã 306. 306 100k dáng cộc tay. 306. 306 100k. Nhung đỏ 306 là của chị Lại Minh Tiến ạ. Chị Lại Minh Tiến đi mua kem với nha. Con này nhung đỏ nha, nhung đỏ đỏ nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 347, 120k. 347, 120k. Chị Lại Minh Tiến đi mua kem với nha. 347 là của chị Đông Nhi ạ. Màu đỏ nha, màu đỏ đun nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa cái này nha. Đây. Cái này vặt vặt kiểu ngắn là dài này chế này. Mã 322, 120k. 322, 120k. Ba hai hai là của chị Quyên Thương Hoàng ạ. Chị Quyên Thương Hoàng inbox cho em ấy nha. Con này nha, thành áo trong dài nha, áo trong dài nhưng mà có mông này. Chị em 1m65 cho nên mặc cũng hơi cộc. Chị nào 1m6 nha,
em mét sáu mặc vừa nha. Con này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa này, dưới mét sáu là em mặc 1m65 mà vẫn qua mông là cái thế này, vẫn mặc được quần và quần tất nha. Con này nha, 305 140k. 305 140k. 140k. Buồn ngủ quá rồi các bác ạ. Ngáo à. 305 140k. 305 là của chị Quyên Thương Hoàng ạ. À. Đó. Đây nha. Con này nha. Đây, nó vô này có thằng chữ này. Nhẹ nhàng. Con này cực kỳ nhẹ nhàng nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 349 120k. 349 120k. 349 120k. Ba bốn chín là của chị Tranh Nguyễn ạ. Con này nhá, đây dáng của nó này, cái chế này đây. Chị Tranh Nguyễn được một cái rồi nha, chị in bút kem với đây nha. Cuối cùng thì chị cũng được rồi đấy. Thì ngọc ngược cái nào ấy, mấy xanh đi. Đúng rồi mà, đúng mà. Đây nha, chị này đừng sâu hay ngắn, đừng sâu hay ngắn, gần trước thì vạt vạt đấy nha. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 309 120k. 309 120k. 349 là của chị Tranh Nguyễn ạ. À. 309 là của chị Hoa Ngô ạ. À. Chị Hoa Ngô inbox cho em đi nha. Màu ghi xám nha, ghi xanh nha. Ghi kiểu xanh xanh nha. Thôi lại mặc ngược rồi. Thôi con này vạt ngắn vạt dài nha. Em trả thắng. Vạt ngắn vạt dài này. Nhưng mà em mặc ngược ngại cởi ra quá trời. Chị nào 45kg, 57kg mặc vừa. 45kg, 57kg mặc vừa. Vạt ngắn vạt dài. Mã 354 120k. 354 120k. Chị Hoa Ngô ta. Tớ dùng Shopee. Chị dùng Shopee thì chị inbox cho em đi nha. Chị nói em là Shopee nha. Cứ nhắn tin inbox cho em nha. Mã số 354 là của chị Quỳnh Anh Hồ ạ. Chị Quỳnh Anh Hồ inbox cho em đi nha. Đây. Màu nâu tây nha. Đây. Đây nha, chế nha, sạch sẽ nha. Màu cực đẹp luôn này. Có đây rồi này. Chị ơi, chị Tranh Nguyễn này, quả chanh ấy chị ạ. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. 375, 140k. 375, 140k. 375, 140k. Ba bảy năm là của chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Đây nha. Con này túi như kiểu túi thông thiên này. Yeah. Thông thiên này. Thông thiên kiểu một túi. Con này nha. Chị nào 45kg, 57kg mặc vừa nha. Này vật ngắn vật dài này. 45kg, 57kg mặc vừa. Mã 341 nha, 120k. 341, 120k. Áo đẹp mà siêu rẻ. Em thấy chị Đỗ Quỳnh Nga nha. 341 là của chị Quỳnh Anh Hồ ạ. Đây. Khoác này dày quá trời luôn mà. Này. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Khoác này cực xinh luôn các chị ạ. Cực xinh, chất cực đẹp luôn.
Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa, 130k, mã 304. 304, 130k. 304, 130k. Ba không bốn của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Chị Quỳnh Nguyễn inbox cho em với nha. Một cái màu đen nha. Đây. Cổ 3 phân nha. Con này cổ 3 phân. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. 40kg, 50kg mặc vừa, mã 371, 120k. 371, 100 bao nhiêu? 20k. 120k. Ba bảy mốt là của chị Mai Hương ạ. Chị Mai Hương inbox cho em đấy nha. Một con anh nhẹ nhàng nha, dê dê này. Ủa dê này. Con này nha, 45kg, 55kg mặc vừa. 45kg, 55kg mặc vừa. Mã 324, 120k. Nhà mình có hai chị Mai Hương. Chị Mai Hương nào chốt được mã nào thì nhớ rồi inbox cho em đấy nha. Ba hai bốn 120k là của chị Ngọc Khánh ạ. Con này nha, cực kỳ xinh luôn. Chị Ngọc Khánh nhìn bút cho em đi nha. Này xinh nha, nhìn dễ thương như này. Con này nha, lượn lượn cực kỳ xinh luôn. Con này chỉ là 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa, mã 373, 140k. Chị nhớ mã số rồi chị inbox luôn cho em ấy nhở. Chị chốt được mã nào thì chị cái inbox luôn cho em với chị Mai Hương nhở. Vì nhà em có hai Mai Hương. 373 là của chị Hoa Ngô ạ. Đây nha, một em len cực kỳ dày và chất chất từng tí thích luôn này. Chị nào 40kg, 50kg em thấy chị vừa nha. Nguyễn nha. 40kg, 50kg mặc vừa, mã 311, 140k. 311, 140k. Ba 311 là của chị Quyên Thương Hoàng ạ. Màu hồng. Màu hồng tay vồng nha. Đây, tay của nó bông bồng cái chế này. Tay bông bồng này. Đây. À, xinh quá. Màu hồng này. Ngọc Trang đầy người, con đen ra người không? 354 là của... Con này một chị nào 40kg, 57kg mặc vừa nha. 45kg, 57kg mặc vừa. Mã 389, 120k. 389, 120k. Ba tám chín của chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Đây con này cực đẹp luôn. Đây nha, chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. Đây nó vô này, cực kỳ xinh nha, chất cực đẹp luôn. Con này chất cực kỳ đẹp, tay lửng lơ này. Đẹp lắm. Tay lửng nha, cổ cao 3 phân nha. Con này mã 302, 120k. 302, 120k. Thì thôi. Chơi thôi. Từ cái chế nha, cái chế rồi em, tí nha. Cái chế hoa hóa, chuyện có chế đi, chị mặc cái chế này. Mã 302 là của chị Ly Đỗ ạ. Chị Toàn Nguyễn Lê Dung ơi, chị sau chị Nguyễn Hải Đăng nha. 302 là của chị Ly Đỗ ạ. Chị Ly Đỗ inbox cho em ấy nha. Đẹp không? Anh có cáo nào đẹp? Đấy, inbox rồi nha bạn. Ok chị Hoa Ngô ạ. Chị Tranh Nguyễn sau chị Hoa Ngô rồi nha chị nha. Đợi em tí nha. Các chị đợi chị mẫu tí nha. Em mặc con váy siêu phẩm nha.
Để chị mặc cái váy siêu đẹp luôn các chị ạ. Em có mấy con váy ạ? Chào chị Lõm Em nha. Các chị chia sẻ và theo dõi em với ạ, để được nhiều quần áo đẹp. Cả nhà thấy em con mặc cái xanh này với xanh này đẹp không nhỉ? Để em này, này màu xanh cực đẹp đâu, đẹp luôn. Mang cả set luôn nha, mang cả set luôn đấy. Có chị nào lấy cả set không? Chị nào ghi cả set em bán cả set luôn ạ. Con này nhìn này phải cao nhá. Chất đẹp nhỉ? Đẹp. Ấy lấy cả set con này không? Thôi em nghỉ đây, nghỉ hưu đây. Có con nào chị nào bảo lấy cả set em sẽ lấy bán cả set con này nhá. Đẹp luôn. Lên dài. Thôi em nghỉ đây. Áo 120k thôi nha. Em nghỉ đấy cả nhà ơi. Chị ơi, hàng nhé là hàng si ạ. Hàng chi tuyển chọn nha. Mua cả xe cho chị. Bán cả người, không bán người chị nhá. Thôi hả, đây. Em bán áo nha. Mình lấy cái xe em bán áo nha. Nên áo này nha. Con áo này 120k mã 307, chị là 40k 55k mặc vừa nha, dáng kiểu crop top này. 307 120k. Bán tiếp đi chị. Thôi nghỉ thôi, tối em bán tiếp nha. Hẹn các chị tối nay 8:30 nha. Bi bi cả nhà. 307 ạ. 307 là của chị Quỳnh Anh Hồ ạ. Bye bye cả nhà nha. Tối em sẽ gặp cả nhà chị sau. Quỳnh Anh Hồ inbox cho em với nha. Bây giờ mọi người chuẩn bị đi lại, mọi người chiều nay làm, các mọi người vừa làm vừa vừa xem livestream của em đúng không? Vừa muốn ham hoa hàng đẹp đúng không? Chào các chị nha. Em hẹn các chị thôi. Tối nha, 8:30 em sẽ like nha, các chị theo dõi em nha. Các chị theo dõi em nha. Chị lấy chân váy nữa nhé. Em bán cái này như cái áo thôi. Cái chân váy em suy nghĩ nha, chị nào thích cái chân váy này thì để em suy nghĩ đó nha, tại vì em đang bảo em để em mặc mà. Em chưa quyết định bán đâu các chị ơi. Thật sự là bây giờ có mấy cái chân váy màu đen màu đỏ mà các chị thêm mặc, các chị cứ bảo bán, cuối cùng em bán hết sạch đồ của em luôn. Thôi nha. Đây, bye bye cả nhà.